đạo diễn Trấn Thành. And multi-talented director Trấn Thành. Congratulations. And the best director for Trấn Thành. Xin được mời đại diện của đạo diễn Trấn Thành sẽ tiến lên sân khấu. Việt Nam đề cử đạo diễn xuất sắc Vietnamese Film Competition Nominations of the Best Director. Muốn đi làm đi mà, ai cản được. Trấn Thành. Vợ anh bẻ gọt cái director anh nhà này không ai thay đổi được luật đâu. Đạo diễn Aaron Toronto. Director Aaron Toronto. Đạo diễn Ngô Thanh Vân. Director Ngô Thanh Vân. Trân trọng kính mời nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Lan Hương và nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Đặng Tất Bình. Let's welcome People's Artist Nguyễn Lan Hương and Elite Artist Director Đặng Tất Bình to announce the best director for Vietnamese Film category. Tôi là Đặng Tất Bình và bên cạnh tôi là Lan Hương ạ. Kính thưa các vị khách quý, thưa các bạn đồng nghiệp, thưa tất cả các khán giả đang có mặt ở trong nhà Trưng Vương cũng như là đang theo dõi sóng truyền hình trên toàn quốc. Tôi thực sự ghen tị với người bạn đồng nghiệp có tên trong cái quyết định trao thưởng này. Không chỉ vì đây là một giải thưởng danh giá trong một kỳ liên hoan phim, mà lòng ghen tị của tôi nó còn cao hơn vì nó là giải thưởng danh giá nhưng lại của một cái liên hoan phim được tổ chức lần đầu tiên ở trên đất nước Việt Nam. Và cái gì là đầu tiên thì chắc chắn sẽ lưu lại trong ký ức của mỗi con người chúng ta mãi mãi. Và tôi thì dù tuổi cũng không còn trẻ, nhưng mà tôi sẽ cố học tập các bạn đồng nghiệp tôi đây để có thể một ngày nào đó tôi cũng sẽ lại được nhận một cái giải thưởng như thế này. I'm so honored to be here to deliver the prize to one of my colleagues that I'm so jealous because he will be the one who got the prize for the not only a film festival but the first Da Nang Asian Film Festival in Vietnam. Although I'm not too young, but I will try my best in the future to get the same prize like this. Yeah, xin cảm ơn Philip. Và bây giờ thì tôi xin nhường cho người bạn đời của tôi sẽ công bố cái danh giá như thế này tôi không nói được. And I will give the stage for my life partner to announce this prize. Đây là một người, một bạn rất là trẻ, rất là đa tài. This is a very young director. Tôi xin công bố đạo diễn Trấn Thành. And multi-talented director Trấn Thành. Congratulations. And the best director for Trấn Thành. Xin được mời đại diện của đạo diễn Trấn Thành sẽ tiến lên sân khấu để đón nhận giải thưởng này. For the busy schedule, Trấn Thành cannot be here to receive the trophy, so his wife Mrs. Harvey Won will come up to the stage to receive the trophy. Và xin được mời người bạn đời của đạo diễn Trấn Thành đang có mặt trên sân khấu ạ. Xin chúc mừng đạo diễn xuất sắc của hạng mục phim Việt Nam, đạo diễn Trấn Thành. Dạ, lần đầu tiên thì Harvey Won xin gửi lời chào quý vị khán giả và tất cả anh chị có mặt ở đây ạ. Dạ, hôm nay thì chồng em đang quay chương trình Rap Việt cho nên không thể có mặt ở đây. Cho nên chồng em bảo là vợ chồng là một, thì anh không đi được thì em đi dùng anh được không để lo take care đoàn, chi tiền cho đoàn. Nhưng em không nghĩ là tưởng là chi tiền nhưng mà em ra ngoài đêm nhóm qua vậy thì em cảm thấy nó rất là vinh dự. Và thực sự thì em đã thấy những cái quá trình mà chồng em đã làm phim. Ban ngày thì cũng ra ngoài họp, bàn kịch bản này, kịch bản nọ. Về nhà còn có những cái mà khúc quát không hiểu được và chưa có làm ra được cái vấn đề thì chồng em không cho em ngủ. Không cho em ngủ tới 3-4 giờ sáng. Chừng nào ra bàn tất cả công việc xong rồi thì mới cho em ngủ. Mà những cái mà em thiếu ngủ và lần này thì em nhận được quà, em nhận dùng quà từ chồng em. Thì em cảm thấy thật sự thì những cái mà khó khăn của em cũng được bù đắp. Em cảm thấy rất là cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. I consider this prize as a compensation of my husband for days and nights. I was so sleepy discussing with him all day for the film. So today as he's busy at Rap Việt,
I'm so honored to be here to receive the trophy. Thank you very much. Xin được chúc mừng đạo diễn Trấn Thành và xin được cảm ơn bà xã của anh. The lovely compensation for her. Giải thưởng vô cùng quan trọng. Chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố và trao giải dành cho giải thưởng phim Việt Nam hay nhất. And now will be the most important award for the best Vietnamese film award. Xin được trân trọng kính mời ông Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Trưởng ban chỉ đạo Liên hoan phim và nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh sẽ cùng tiến lên sân khấu. Would like to invite on stage Mr. Lê Trung Chinh, Deputy Secretary of the City Party Committee, the Chairman of the Đà Nẵng People's Committee, Head of the Steering Committee of the Film Festival. Và thưa quý vị, đây là giải thưởng. And People's Artist Lê Khanh. Và giờ đây xin được mời hai vị đại diện sẽ chủ trì phần công bố và trao giải dành cho giải thưởng phim Việt Nam hay nhất, phim Việt Nam dự thi xuất sắc của Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất 2023. Xin mời. Dạ, vô cùng hạnh phúc được đứng đây giây phút đặc biệt này. Xin trân trọng kính chào tất cả các quý vị khán giả và đặc biệt là khán giả yêu nền nghệ thuật điện ảnh của thành phố Đà Nẵng thân yêu. Xin chào quý vị. I would like to welcome all the guests and cinema lover of Da Nang City. Vâng, không để quý vị phải chờ lâu, tôi xin được đọc cái người mà hạnh phúc nhất trong đêm nay. Vâng ạ, giải thưởng dành cho bộ phim hay nhất của Liên hoan Châu Á lần đầu tiên thực hiện tại Đà Nẵng. Trời đất ơi, một bộ phim mà nói về có cái tên là về phụ nữ. Dạ. A film about women. Xin chúc mừng phim nhà. Nhà bà nữ. Congratulate to Power of No Man. Xin được chúc mừng đoàn làm phim nhà bà nữ và xin mời đoàn làm phim lên sân khấu để nhận giải thưởng. The best film, Vietnamese film. Xin được mời nữ diễn viên ca sĩ Harry Won sẽ đại diện đoàn làm phim nhà bà nữ đi lên sân khấu để đón nhận giải thưởng phim Việt Nam hay nhất của Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất 2023. Và xin vâng, được... chúng ta cũng thấy đang tiến lên sân khấu là các thành viên của đoàn làm phim, diễn viên Khả Như và Uyển Ân. Rồi thưa quý vị, nhà ba nữ với ba thành viên nữ xinh đẹp đang có mặt ở đây. The prize has made them move thì, to tears. Harry cũng lại lần đầu tiên, Harry lại muốn gửi lời quý vị khán giả và các anh chị lớn trong nghề và tất cả quý vị khán giả. Harry cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và Harry nghĩ đây là một cái lời động viên để cho anh Huỳnh Trấn Thành có thể làm nghề tiếp tục nhiều hơn. Thật ra chồng em á, là một người cực kỳ yêu mê nghệ thuật. Chồng em không có nghệ thuật là không có sống được. Đó là những cái gì mà em cảm nhận và em muốn là chồng em nhận được một cái lời động viên như thế này và làm được nghề cho suốt đời. Dạ, đó là những cái mong muốn của em. On behalf of my husband, I would like to extend my gratitude to the organizer who giving us the chance to take the trophy. And I think this is a great motivation for my husband to do next great things because he cannot live without art and without film. Thank you very much. Xin được chúc mừng giải thưởng phim hay nhất của hạng mục phim Việt Nam, phim Nhà Bà Nữ. Chúc mừng!